Xin chào mọi người quay trở lại với channel Cậu Bơm TV. Mình là Bơm đây. Ngày hôm nay Bơm sẽ vào bếp và giới thiệu mọi người một món ăn vô cùng đơn giản và rất gần gũi với người dân Việt Nam. Đó là món giả cầy. Giả cầy các bạn có thể hiểu là thịt chó giả các bạn nhé. Tức là chúng ta sẽ không tìm thịt chó mà sẽ thay thế bằng các loại thịt như thịt lợn, thịt heo, thịt gà, thịt vịt. Ngày hôm nay Cậu Bơm sẽ dùng thịt heo các bạn nhé. Và Bơm mua cái má lợn các bạn này. Có cả mõm này, tai này. Nhìn hơi mỡ một chút nhưng mà ăn cái mỡ ở đây thì nó sẽ không béo đâu. Nó sẽ giòn và thơm lắm các bạn ạ. Đấy, có cả cái tai này, giòn sụt 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 luôn. Ngoài ra thì có riềng, xả và một vài quả chuối nhá. Những nguyên liệu để chúng ta nấu cái món giả cầy. Bây giờ đi chế biến thôi. Quên mất không quay cho các bạn cái cảnh Cậu Bơm đốt cái thịt heo này cho nó vàng ươm đấy. Và nó cháy bớt cái mỡ để cho nó mỡ nó xẻo xẻo nó thơm đấy các bạn. Lần sau sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Đấy, còn thịt sau khi rửa sạch thì các bạn sẽ thái miếng vừa ăn như thế này. Đấy, đó, quên mất đấy. Chuối tiếp tục các bạn sẽ thái nhé Cậu Bơm nhé. Cái này các cụ gọi là thái hình móng ngựa các bạn ạ. Chẳng biết không phải móng không, nhìn giống giống cái móng thì gọi là móng ngựa thôi. Xả thì các bạn đập dập xong đấy các bạn băm nhỏ băm nhuyễn ra nhé. Thì khi chúng ta ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và đặc biệt là ăn thì chúng ta sẽ không bị cảm giác bị nhám ấy. Ăn xả hơi bị ngon đấy các bạn nhé. Nhiều bạn chỉ vắt lấy nước xả nhưng mà nấu giả cầy tớ Bơm khuyên các bạn là nên để cả xả nhá. Đấy, riềng các bạn cũng đập dập mà các bạn băm băm nhỏ ra chứ không xay nhá. Để này thì khi các bạn nấu thì mắm tôm mẻ nó ngấm vào ăn cái miếng riềng nó cũng thơm cũng ngon cơ, thật luôn. Các bạn cứ thử mà làm nhá, thử làm mà thử cảm nhận xem, ăn rồi chúng ta sẽ biết cái nào ngon hơn. Riêng thịt chó thì xả các bạn có thể là vắt lấy nước. Đấy, còn nhiều các bạn thì thích xay riềng nhưng Bơm thích băm riềng như này, tùy khẩu vị và tùy sở thích các bạn nhé. Ok, sau khi chuẩn bị hết nguyên liệu đấy, thịt này, các bạn nhìn ngon không? Quên mất cái khâu đốt thịt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ướp thịt thôi. Vẫn là cho cái gia vị truyền thống cổ truyền đó là mắm tôm. Thì giả cầy thôi, chúng ta chỉ là thay thịt chó bằng thịt lợn thôi nhá các bạn nhá, thịt heo thôi. Còn vẫn là các nguyên liệu như mắm tôm này, mẻ này. Đấy, mẻ thì nhiều bạn cũng lọc nước mẻ nhưng mà thích lọc nước mẻ thì các bạn cho giấm cho nó xong đúng không? Chúng ta phải để cả cái mẻ như thế này thì khi nấu mà nhìn nó tan ra nó nhuyễn ra nhìn rất là đẹp luôn. Cho tiếp riềng xà này, rồi thêm một vài quả ớt này. Đó, sau đó các bạn trộn đều nhá. Cho thêm một chút mì chính các bạn nhá. Nhiều bạn có thể cho thêm một chút đường nếu các bạn thích ăn nó ngọt ngọt hơn một chút. Sau đó chúng ta trộn đều. Tích cực quay tay vẫn may sẽ đấy. Rồi, trộn đều để làm gì? Để cho gia vị nó ngấm vào các cái miếng thịt các bạn ạ. Mắm tôm riềng mẻ quện vào nhau. Đó, sau tiếp tục chúng ta cho chuối vào. Chuối này chuối xanh nên các bạn có thể để nguyên cả vỏ các bạn nhé. Khi để cả vỏ của quả chuối nấu thì nó sẽ dai và giòn hơn và ít khi bị bén nồi hơn các bạn nhé. Các bạn sẽ thử xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trộn đều và ướp nó trong khoảng 20 đến 30 phút. Sau đó chúng ta sẽ đi nấu cái món giả cầy này nhé. Hãy cùng chờ đợi xem thành quả của Bơm như thế nào. Ok. Sau khi ướp khoảng 30 phút cho gia vị ngấm đều thì chúng ta sẽ bật bếp để nấu cái món giả cầy các bạn nhá. Giả cầy thì chúng ta phải tích cực các bạn đào một chút. Đó, phải đào nhá. Các bạn khi nấu giả cầy thì nhớ lưu ý đấy. Bơm dặn là nhớ lưu ý các bạn phải đào. Đào để làm gì? Đào để cho thịt và các cái chuối này nó không bị bén nồi. Và thứ hai nữa là nó sẽ ra nhựa ấy. Tức là cái mỡ còn đọng lại trong cái thịt heo này nó sẽ chảy ra đấy và nó quyện đều vào. Đó. Sau đó nhớ phải cho nhỏ nhỏ lửa các bạn nhé. Lưu diêu thôi. Nấu lửa bếp ga này thì rất khó để nấu được cái món rượu mận và giả cầy nó ngon như là nấu bếp than và bếp củi các bạn ạ. Bởi vì cái lượng nhiệt nó không đều. Đó. Lượng nhiệt nó không đều và nó không lớn bằng cái bếp than và bếp củi. Cái độ ấm ỉ ấy. Bởi nó nói về cái độ ấm ỉ này. Đó, các bạn phải đảo đều vậy. Vì vậy là các bạn nó không đều được lên cả trên ở phía thành nồi này. Nên là các bạn phải đảo nhá, đảo để cho cái gia vị nó khi nó ngấm đều này, rồi các cái miếng thịt nó cũng đều ở cái vị trí và không bị bén đấy. Chứ hở ra một chút là bị bén. Mà bén thì nó có chuối này nó hay bị khê lắm các bạn ạ.
Đấy, chú ý đảo một chút nha các bạn nha. Chú ý phải canh nồi nấu là phải canh ấy. Giống như bánh chưng nấu là chúng ta phải canh nước để chúng ta đổ vào, không có nó cũng bị cạn nước và bị khê bánh chưng đấy. Rồi sau đó lại đậy nắp vào và chúng ta tiếp tục cho nhỏ lửa, cứ liu riu lửa thôi nhá các bạn nhá. Đấy, 15 phút sau bắt đầu sôi sùng sục rồi đấy các bạn ạ. Các bạn nấu cái món giả cầy thì các bạn nhớ là khi các bạn mua thịt lợn thì các bạn xin cô bán thịt lợn thêm một chút tiết nhá, cái tiết lợn đấy các bạn ạ. Đấy, nhớ nhá, xin không cho thì chúng ta mua mua một chút thôi, vài nghìn thôi, vài nghìn tiết thôi. Chắc là họ sẽ cho nó, mà cậu bạn nghĩ là ai cũng cho thôi. Chúng ta mua thịt rồi họ cho một ít tiết cũng chẳng sao đâu mà. Đấy, cho cái tiết về thì Quá giống tuyệt như tiết vời. chó đấy, thì các bạn cho vào cái nồi giả cầy này thì nó sẽ lên màu cực kỳ đẹp đúng không? Đấy, lúc nãy trắng trắng hiếu mà bây giờ nó màu đẹp đẹp rồi đấy các bạn. Rồi, vì thịt lợn thì nó cũng mềm thôi nên là các bạn nấu trong khoảng tầm 30 đến 40 phút là được, không nhất thiết là các bạn phải nấu lâu quá các bạn nhé. Cái tầm nấu khoảng 40 thôi, 40 45 phút, vì chúng ta đã ướp khoảng 30 phút rồi. Cái gia vị nó cũng ngấm rồi. Chúng ta đun thêm khoảng 40 phút nữa. Đó là chúng ta có thể ăn được rồi. Đấy, ăn nhất là cái trời nó se se lạnh này, vào thời tiết cuối thu này nó hay mùa thu này nó có hay có mưa đấy. Những buổi se se lạnh thì nếu mà các bạn nào không thích ăn thịt chó thì có thể làm cái món giả cầy này để chúng ta thưởng thức cùng anh em gia đình bạn bè đấy. Nó đang nóng 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 này, chúng ta ăn với cơm nóng hoặc ăn với cái rau sống ấy cực kỳ ngon, cực kỳ thơm luôn. Còn gì mà các bạn không bắt tay vào mà làm ngay cái món giả cầy này đi, nhớ làm theo cách của Bờm nhá. Ok đấy, là một bát vậy đấy, cả chuối này cả thịt này, ngon lắm. Khoan, giá một thịt ong với đậu, thịt ong chuối này à? Hôm nay còn phải chấm mắm nữa. Đùa, món giả cầy đâu anh nhá, ai học được rồi, nó không có tiết nên là màu nó không được đẹp lắm. Ăn đổ cái tiết lợn đấy nhỉ. Thiếu tiết tầm. Đâu mà hỏi vậy thôi, bạn nó hỏi hỏi vậy kiểu gì biết là khen ngon rồi. Có cái món long sao, long lơn sao. Anh em khen động viên vậy mà. Ở nhà mời các bác ăn cơm nha. Cảm ơn các bác nha. Cảm ơn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Bờm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.